Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin nhận 100 tỷ làm từ thiện, Thủy Tiên đè bẹp Đảng Ba Đình. Tin tức về bão lũ miền Trung vẫn thu hút được sự chú ý của dư luận, cùng lúc với các đại hội đảng vẫn tổ chức khắp nơi cả nước với cờ hoa hoành tráng và hết sức loè loẹt. Ngày 20 tháng 10, Quốc hội Việt Nam đã họp phiên khai mạc và dành 1 phút mặc niệm Thiếu tướng đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Man và các chiến sĩ cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3. Trong khi 22 quân nhân bị núi lở đè chết ở Quảng Trị cũng đã tìm thấy xác, thì vẫn còn 15 trên tổng số 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 bị vùi xác từ ngày 12 tháng 10 đến nay, hơn 1 tuần vẫn không tìm thấy xác, hoặc là do nỗ lực của bên quân đội đã dừng lại sau khi đã tìm thấy xác của 13 cán bộ. Đây là hình ảnh các đại biểu Quốc hội trong phút mặc niệm vào sáng ngày 20 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội. Quốc hội của toàn dân nhưng đã có sự thiên lệch với hàng trăm người dân đã chết. Giáo sư Mạc Văn Trang lên tiếng như sau. Hơn 100 đồng bào và chiến sĩ tử nạn trong lũ lụt miền Trung. Quốc hội nên tổ chức quốc tang, nếu không cũng cần mặc niệm tất cả các đồng bào tử nạn. Chứ sao chỉ dành cho một đại biểu Quốc hội và các chiến sĩ mà thôi. Quốc hội của toàn dân cơ mà. Ông đã nói như vậy. Và nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng cũng thốt lên đầy bức xúc như sau. Tại sao Quốc hội do dân bầu ra mà chỉ mặc niệm cho một vị tướng, không mặc niệm hàng bao nhiêu người dân đã chết thảm vì lũ lụt hả mọi người ơi. Hàng trăm bình luận bức xúc cho rằng Quốc hội đã xem mạng người dân quá rẻ rúng, rằng Quốc hội là cơ cấu của Đảng và tiêu tiền thuế của dân, chứ có dân nào bầu họ đâu. Một hiện tượng khác cũng thu hút sự quan tâm dư luận là ca sĩ Thủy Tiên đến nay đã quyên góp được hơn 100 tỷ đồng, trong khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Hà Nội chỉ quyên góp được có 22 tỷ đồng. Như vậy, uy tín của nữ ca sĩ Thủy Tiên đã vượt trội so với uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam, mặc dù trước đó một fanpage tuyên giáo Đảng Cộng sản đã khuyến cáo nhân dân không giúp đỡ tiền bạc cho những kẻ đánh bóng tên tuổi và kêu gọi người dân đem tiền gửi cho các tổ chức chính thống của nhà nước như Hội Chữ Thập Đỏ chẳng hạn. Lực lượng dư luận viên của Đảng Cộng sản cũng đổ xô vào nói xỏ nói xiên nhằm hạ uy tín của Thủy Tiên. Thậm chí còn bình luận rất tục tĩu về cái mông của cô ca sĩ này, nhưng nhân dân vẫn biết chọn mặt cười vàng để nhờ Thủy Tiên đại diện cầm tiền giúp đỡ người dân miền Trung đang khốn khó. Có lẽ sự minh bạch chính đáng của nhà nước đã không còn được nhân dân tin cậy so với tấm lòng của một ca sĩ, bởi thông tin quan chức ăn chặn tiền từ thiện đã liên tục xảy ra suốt nhiều năm qua. Đây là hình ảnh nữ ca sĩ Thủy Tiên đến rất sớm với bà con vùng lũ. Chỉ sau 3 ngày cô đã nhận được 40 tỷ đồng và sau 1 tuần số tiền quyên góp được là 100 tỷ đồng. Nhận được số tiền quá lớn cũng khiến cho Thủy Tiên cảm thấy lo lắng về trách nhiệm. Cô đã chia sẻ tâm trạng của mình như sau. Bây giờ mình bắt đầu lo rồi, không biết ôm cục tiền này đi cứu trợ lũ lụt đến khi nào mình mới được yên ổn và trở lại cuộc sống mà làm ăn. Nhưng nghĩ về niềm vui của bà con khi nhận được hỗ trợ và từng ngày trông chờ thì mình sẽ ráng cố gắng hết sức cho như có thể. Trên mạng xã hội cũng có rất nhiều người nổi tiếng và các công ty tư nhân ở Việt Nam cũng đang tham gia kêu gọi quyên góp. Tuy nhiên, luật sư Ngô Ngọc Trai từ Hà Nội cho hay cần có quy định mới về pháp luật tạo lập hành lang pháp lý bảo hộ cho những hoạt động cứu trợ như của ca sĩ Thủy Tiên. Bởi lẽ dường như nhà nước đang độc quyền làm từ thiện và các ca sĩ, văn nghệ sĩ quyên góp tiền là không phù hợp với quy định của chính phủ, và nếu có nhận được tiền quyên góp cũng phải nộp vào công quỹ. Viết trên trang Facebook cá nhân, ông cho biết hiện tại vấn đề vận động đóng góp cứu trợ thiên tai lũ lụt đang được điều chỉnh bởi Nghị định số 64/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Ông đã chỉ ra qua tìm hiểu thì thấy nội dung văn bản này quá lạc hậu, không còn phù hợp với thực tế hiện nay. Đây là hình ảnh trang Facebook được cho là của Ban tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi không giúp tiền bạc cho những kẻ đánh bóng tên tuổi, ngụ ý là đừng gửi tiền cho Thủy Tiên hoặc Trấn Thành chẳng hạn. Cụ thể, Nghị định số 64 quy định chỉ những cơ quan đơn vị có tính nhà nước mới được tiếp nhận và phân phối tiền và hàng cứu trợ, bao gồm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Cơ quan Thông tin Đại chúng của Trung ương, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ Thập Đỏ ở các cấp ở địa phương. 2 là các quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định của chính phủ. 3 là các tổ chức, đơn vị của Trung ương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép và các tổ chức, đơn vị ở địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện cho phép. Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ. Đối với các cơ quan, đơn vị là đầu mối tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ thì số tiền huy động được sẽ phải nộp trực tiếp vào tài khoản của Ban Cứu trợ do Mặt trận Tổ quốc thành lập. Ông Ngô Ngọc Trai viết như sau: như thế, xem xét theo quy định này thì không chỉ việc làm của ca sĩ Thủy Tiên và của diễn viên Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ khác hay các tổ chức tôn giáo, các doanh nhân uy tín muốn thiện nguyện phục vụ cộng đồng đều không thực hiện đúng. Và luật sư Đặng Đình Mạnh cũng có bài viết với tựa đề Hiện tượng Thủy Tiên như sau: thông tin cô ca sĩ quyên góp được số tiền đến đây con số hơn 100 tỷ đồng đã xoa dịu đi phần nào những dòng tin dữ đầy u ám về cơn hồng thủy đang hoành hành ở các tỉnh miền Trung. Đây là hình ảnh các nhóm thiện nguyện từ Hà Nội, từ Tây Nguyên đã đóng gói hàng chục ngàn chiếc bánh chưng mang đi giúp đồng bào miền Trung. Thông điệp có tính điểm son rất đáng mừng là lòng nhân hậu, sự trắc ẩn giữa đồng bào với nhau đã không hoàn toàn mai một trước những tang tóc tổn thất về người, về của do thiên nhiên, do nhân họa gây ra. Bên cạnh đó, bằng việc công chúng cũng sẵn sàng gửi tiền, thậm chí gửi rất nhiều tiền cho các cá nhân làm từ thiện, trong khi đang tồn tại khá nhiều tổ chức thuộc chính quyền cũng làm chức năng tương tự, đã truyền đi thông điệp gì? Không quá khó để nhận ra rằng công chúng đã mất khá nhiều lòng tin vào sự ngay thẳng, bất vụ lợi của các tổ chức kia. Giả thiết nếu đặt ra các vấn đề về khai tử các tổ chức nhân đạo thuộc chính quyền vì sự kém hiệu năng và minh bạch của chúng, thì công chúng đã không còn mấy quan tâm nữa, vì họ đã chọn các cá nhân làm nơi tin cậy, gửi gắm tiền làm từ thiện cho mình. Và ngay lúc này, khi hoa tươi đầy màu sắc vẫn đang được bày biện tràn ngập các hội trường rộng lớn để trang trí cho những cuộc họp chính trị quan trọng và đại hội đảng các nơi, những bông hoa đẹp nhất, ngôi sao sáng nhất không phải là những ông bà vừa đắc cử vào chiếc ghế quyền lực mà là cô ca sĩ. Không tin, bất cứ chính khách nào đắc cử với con số 100% cũng đều có thể kiểm chứng bằng cách kêu gọi quyên góp từ thiện như cô ấy thì sẽ rõ ngay. Con số 100% đắc cử là do Đảng tặng, còn con số 100 tỷ đồng là do công chúng giao phó. Người đắc cử 100% do Đảng tặng thì không chắc chắn được công chúng giao phó 100 tỷ. Nhưng người được công chúng giao phó 100 tỷ thì chắc chắn sẽ đắc cử 100% nếu ứng cử tự do. Thật vậy, cô ca sĩ ấy xinh tươi, đẹp nết, cả hai vợ chồng đều là tài năng, gia đình hạnh phúc, được công chúng quý mến, cảm phục và tin cậy. Nếu có bầu cử tự do, cô ấy muốn ứng cử vào chức vụ gì mà công chúng đầy cảm tính lại không chiều lòng và bỏ phiếu cho cô ấy, kể cả vị trí tứ trụ đang chỉ gồm những ông bà lụ khụ trông buồn bã. Luật sư Đặng Đình Mạnh đã viết. Còn Facebook, Phương Bích đã đưa ra nhận xét rằng ai có uy tín nhất Việt Nam bây giờ? Không phải Thủ tướng hay Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội mà chính là Trấn Thành, Thủy Tiên và những ngôi sao của giới showbiz. Nhà em đố ba ông bà lãnh đạo nào đủ uy tín để kêu gọi được số tiền khủng như thế đấy. Các ông bà ấy chỉ giỏi huy động ngân sách mà thôi. Đây là hình ảnh chụp bản đồ Google Maps tại ngã ba Đông Dương chia ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, cho thấy phía Việt Nam rừng đã bị tàn phá sơ xác, nhạt màu, trong khi phía Lào và Campuchia vẫn xanh ngắt rừng nguyên sinh. Cảm động vì tấm lòng của người đóng góp nhưng cũng thấy lo cho Thành và Tiên. Mấy năm trước, Phan Anh mới kêu gọi được 24 tỷ thôi đã thấy kinh khủng rồi. Giải ngân số tiền này vào việc mua gạo, mì, dầu, mắm hay bất kể phong bì cũng không xuể, phải chi sang việc mua bò, mổ tim, vân vân. Thế là hứng đủ gạch đá. Chắc chắn Phan Anh sợ đến già. Nay cả trăm tỷ thế này, trừ khi làm nhà chống lũ như bạn Giang Kiều thì còn dễ. Tuy nhiên, những cái đó khó nhưng vẫn làm được. Chỉ có cái này dễ mà tại sao làm không được, đó là loại bỏ thói chấm mút của chính quyền địa phương. Họ đã không có phần thì có các nhà từ thiện, đừng có mơ đến được với dân. Có nơi phát cho dân rồi mà chúng còn đến thu lại. Chuyện này báo đài, TV đã nói cả rồi, khốn nạn lắm. Facebook, Phương Bích đã đưa ra nhận định như vậy. Còn blogger Bùi Thanh Hiếu cũng đưa ra bình luận như sau. Em Thủy Tiên đã quyên góp được hơn 100 tỷ đồng. Đây là đòn đau, giáng vào uy tín của chế độ. Chắc sẽ có cuộc họp bàn để làm giảm giá trị em ấy. Một số bọn bồi bút của chế độ sẽ đưa ra trên tính đố kỵ người ta để khai thác thành tích và chiến dịch truyền thông bôi nhọ em ấy. Blogger này nhận định người ta không thừa tiền để đưa cho một em ca sĩ làm từ thiện. Người ta đã gửi em ấy là người ta có khối óc và trái tim, không cần chúng phải dạy. Blogger Bùi Thanh Hiếu đã bức xúc nói như vậy. Vẫn về chuyện phá rừng, gây thiên tai, núi lở, nhà báo Mai Bá Kiếm đưa ra phân tích với tựa đề Thừa Thiên Huế 15 sông chính gánh 33 thủy điện, chịu đời sao thấu. Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 nằm sâu trong khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền. Nếu sau khi nhà máy hoàn thành, đồi núi xung quanh và đường 71 tiếp tục sạt lở thường xuyên, thì Thừa Thiên Huế đã mua 13 MW điện với phí tổn quá khủng khiếp. Sông ngòi ở Thừa Thiên Huế thường ngắn nhưng lại lớn về phía hạ lưu. Có 15 sông chính là Ô Lâu, Rào Trăng và các sông khác. Vậy mà Bộ Công Thương đã duyệt đến 21 dự án thủy điện cỡ nhỏ, bình quân 21,4 MW một cái, trên địa bàn tỉnh với tổng công suất 450 MW, tập trung chủ yếu vào 5 công trình như A Lưới, Hương Điền, Bình Điền, A Linh 1 và Tạ Trạch, có công suất 360 MW. Đây là hình ảnh xẻ núi xây chùa Lũng Cú ở Hà Giang. Tận dụng thẩm quyền của mình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định số 1666 ngày 23 tháng 7 năm 2008 phê duyệt quy hoạch thủy điện rất nhỏ, tức là dưới 10 MW. Tổng số 11 dự án, tổng công suất các nhà máy khoảng 105,8 MW để khai thác gỗ trong khu bảo tồn thiên nhiên và rừng đặc dụng. Vào năm 2018, sau khi các quả bom nước, thủy điện bậc thang ở miền Trung có nguy cơ nhấn chìm các vùng hạ lưu, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh rà soát lại quy hoạch thủy điện có công suất bằng hoặc nhỏ hơn 30 MW và loại khỏi quy hoạch 463 dự án thủy điện chưa có nhà đầu tư quan tâm hoặc không đáp ứng được các tiêu chí về kinh tế, xã hội, môi trường. Trong 463 dự án thủy điện nhỏ bị loại khỏi quy hoạch, có nhiều dự án ế chưa có nhà đầu tư quan tâm chứ không bị loại để bảo vệ môi trường. Bình quân, dự án thủy điện có công suất 1 MW là phải phá 1 ha rừng để làm hồ. Loại bỏ 463 dự án 30 MW là sẽ không đốn khoảng 13.890 ha rừng nguyên sinh, đặc dụng hoặc phòng hộ. Mỗi ha rừng nguyên sinh không những bảo vệ đất không bị xói mòn và làm chậm dòng chảy về hạ lưu, mà còn hấp thụ 640 tấn khí carbon. Mỗi ha rừng nguyên sinh có trữ lượng cây 300 mét khối, 13.890 ha rừng nguyên sinh nếu bị đốn sẽ thu được 5.167.000 mét khối gỗ. Nếu 1 mét khối gỗ đỏ nhóm 1 là 50 triệu và 1 mét khối gỗ tạp là 8 triệu đồng, lấy bình quân 20 triệu đồng trên 1 mét khối, bán 5.167.000 mét khối gỗ thu được 103.340 tỷ đồng. Vì vậy, Bộ Công Thương và các tỉnh miền Trung rất mặn mà về kế hoạch phá rừng làm thủy điện. Nhà báo Mai Bá Kiếm đã đưa ra kết luận như vậy. Các bạn và quý vị vừa nghe theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 10 năm 2020 với bản tin Nhận 100 tỷ làm từ thiện, Thủy Tiên đè bẹp Đảng Ba Đình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de